Tại sao những Tesla hay Toyota không làm taxi? Từ đầu năm 2023, VinFast đã đầu tư sang mảng taxi. Truyền thông Việt Nam thì gọi đây là một ý tưởng đột phá. VinGroup vừa làm xe và vừa làm taxi. Quá ghê. Nhưng gần như không ai hỏi những câu sau. Nếu đây là một ý tưởng đột phá thì tại sao các hãng khác không làm? Đây là nguyên nhân vì sao? Một câu hỏi rất thú vị vì Tesla và Toyota là những hãng xe lớn và có tuổi đời trên thị trường. Nhưng tại sao họ không làm taxi như VinFast và GSM? Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng taxi xanh SM và VinFast đã tạo ra được những kỷ lục như mở rộng tới 5 tỉnh thành phố lớn trên cả nước, đạt 1 triệu chuyến đi sau 10 tuần ra mắt. Đó là những thành quả phi thường so với bất kỳ hãng xe nào tại Việt Nam. Và taxi xanh SM đã được ca ngợi là bước đột phá cho giao thông công cộng khi VinFast vừa làm xe vừa làm taxi. Nhưng có những ý kiến bên trên lại cho rằng điều đó chẳng khác nào đút tiền từ túi trái rồi lại qua túi phải, và thậm chí còn khiến hãng xe Việt thêm phần nợ nần, thậm chí là tự đẩy mình ra khỏi xã hội. Vậy có thật sự với taxi xanh SM, VinFast đang tự mua dây buộc mình hay đang đi ngược lại với những quy luật thị trường vốn có? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều này trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotalk VN. Đầu tiên, hãy cùng chúng tôi trả lời cho câu hỏi tại sao Toyota và Tesla không làm taxi giống như VinFast? Trên thực tế, câu hỏi này chỉ có một nửa vế là đúng, vì Toyota cũng làm taxi giống VinFast. Đây là những chiếc taxi của Toyota, sở hữu bởi công ty Japan Taxi, JPN Taxi, và trực thuộc tập đoàn Toyota. Phiên bản đầu tiên của chiếc taxi này được ra mắt vào năm 2017, và hiện đang được sản xuất bởi Toyota Motor S Japan, dưới sự giám sát của kỹ sư trưởng Hiroshi Kayukawa. Những chiếc Toyota JPN Taxi được chế tạo dựa trên cảm hứng từ những chiếc taxi cab màu đen mang tính biểu tượng của London. Đặc biệt, Toyota cũng rất quan tâm và bảo vệ môi trường, nhưng chưa được bằng như VinFast khi trang bị cho những chiếc taxi này hệ truyền động hybrid chứ không phải là thuần điện. Nhưng trái ngược với taxi xanh SM và VinFast, hãng xe Việt tuyên bố thẳng thắn sẽ không cạnh tranh với bất kỳ hãng taxi nào tại Việt Nam. Nhưng Toyota lại rất cạnh tranh khi đặt mục tiêu dự kiến JPN Taxi sẽ chiếm khoảng 1/3 đội xe Tokyo chỉ sau 2 năm ra mắt. Đồng thời, chính phủ Nhật cũng rất hào phóng tiếp tay cho Toyota làm điều này khi giúp các hãng xe taxi tại Nhật Bản bù đắp chi phí nâng cấp đội xe sang taxi của Toyota. Lấy ví dụ đơn cử như công ty taxi Tokyo Hinomaru Kotsu đã thay thế 2/3 trong số 620 xe của họ tính đến tháng 9 năm 2019. Và loại phương tiện taxi mới của Toyota cũng nhanh chóng lọt vào top 3 xe bán chạy nhất tại Nhật Bản hồi năm 2019. Trong khi đó tại Việt Nam, người hỗ trợ phần lớn cho các hoạt động taxi này lại chính là VinFast. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Toyota cũng đã nhận ra tiềm năng rất lớn của loại phương tiện này khi xuất khẩu sang một số thị trường. Tháng 1 năm 2019, JPN Taxi ra mắt tại Hồng Kông với tên gọi Toyota Comfort Hybrid, và gần đây nhất là tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023. Toyota đã trình làng mẫu xe này với màu sắc khác hơn một chút và tên gọi cũng khác là Thái Taxi. Cũng đơn giản vì Thái Lan là công xưởng lắp ráp lớn nhất nhì trong khu vực của Toyota. Vậy nhìn lại VinFast, họ đã làm gì sai so với các tên tuổi lớn trong làng xe hơi với sản phẩm taxi xanh SM? Tôi chắc là họ chỉ đang học hỏi. Nhưng vẫn còn một nửa câu hỏi còn lại dành cho Tesla. Tại sao hãng xe điện lớn nhất thế giới không làm taxi? Hãy thử tính toán nhanh rằng Tesla chỉ cần trích khoảng 13.000 xe Model Y, tương ứng với số lượng xe taxi tại thành phố New York, kết hợp với cơ sở hạ tầng chạm sạc sẵn có, thì chắc chắn Tesla có thể đánh bật bất kỳ ông lớn nào tại Mỹ. Tuy nhiên, tại sao Elon Musk lại không làm như vậy? Và chúng ta hãy nghe lý giải của người này. Chuyên môn hóa, mỗi công ty đều có một lợi thế riêng và họ tập trung vào điều đó. Tesla làm xe, Uber làm kết nối và MyLink làm taxi. Thiếu vốn để lên quy mô. Một chiếc xe khi bán được thì hãng xe sẽ lời ngay. Còn nếu họ cho thuê hay chạy taxi thì họ phải gánh lỗ. Trong 1 đến 3 năm, họ phải tốn phí duy trì, lương nhân viên. Không có một công ty nào có thể đủ tiền để làm hết tất cả. Xung đột lợi ích với đối tác. Giả sử bây giờ Tesla làm taxi thì họ sẽ nói chuyện thế nào với đối tác của mình? Đây là một mâu thuẫn trong lợi ích. Trong dài hạn sẽ tốt hơn nếu mỗi người làm một việc. Những Tesla hay Toyota không làm taxi bởi vì họ muốn tập trung vào chuyên môn của mình, đó là làm xe. Họ tôn trọng đối tác để làm ăn bền vững. Nhưng quái lạ, khi một hãng xe Việt Nam phá vỡ mọi nguyên lý và nguyên tắc thì lại được khen là đột phá và sáng tạo. Chỉ Trạng Quỳnh mới có thể nghĩ ra được chiêu này.
Theo đó, anh chàng này cho rằng chỉ có Trạng Quỳnh mới nghĩ ra ý tưởng này, ám chỉ VinFast và taxi xanh SM đang khôn lỏi, còn Tesla thì muốn duy trì tính bền vững. Nhưng vậy chúng ta hãy cùng phân tích từng nguyên nhân xem sao. Thứ nhất là xung đột lợi ích. Tesla lo sợ rằng sẽ khiến các đối tác quay lưng và quay ra trở thành đối thủ với các hãng gọi xe công nghệ như Uber hay Lyft. Nhưng kết quả của VinFast đã chứng minh điều ngược lại. Từ rất sớm trước khi ra mắt taxi xanh SM, một số hãng taxi và đơn vị cá nhân đã sử dụng những mẫu xe điện của VinFast để chạy dịch vụ. Và họ nhận ra đây là một món hời và sự đầu tư xứng đáng. Với chi phí rẻ hơn một nửa so với xe động cơ đốt trong cùng tầm tiền, và chi phí bảo dưỡng cũng cực kỳ thấp. Điều đó sẽ gia tăng thu nhập cho tài xế và công ty. Vì vậy, Lado Taxi tại Lâm Đồng là hãng đầu tiên tại Việt Nam đưa vào vận hành số lượng lớn xe điện VinFast và FE34 cho mục đích kinh doanh. Đến khi taxi xanh SM ra mắt, Lado lại tiếp tục đặt mua thêm cùng với 16 hãng taxi khác, bắt đầu sử dụng số lượng lớn xe điện của VinFast. Điều đó cho thấy sự ra đời của taxi xanh SM không hề biến VinFast trở thành đối thủ hay gia tăng thù ghét với các hãng taxi vốn có tại Việt Nam. Cũng bởi vì taxi xanh SM định vị cao hơn so với các hãng taxi khác, và mục tiêu chính của hãng là chứng minh rằng xe điện cũng có thể sử dụng để chạy dịch vụ. Nhưng nếu làm tài xế cho hãng taxi xanh SM thì lại nhận về rất nhiều đặc quyền như chế độ hậu mãi tốt, nhận xe hoàn toàn mới và mức lương cũng cao hơn đáng kể. Vì vậy, một làn sóng ngầm đã diễn ra khi có một số lượng không nhỏ tài xế đang đầu quân cho taxi xanh SM lại đến từ các hãng thứ ba. Tuy nhiên, câu chuyện của taxi xanh SM sẽ không giống với hãng taxi của Toyota do chúng tôi không tìm được đầy đủ thông tin. Nhưng tôi chắc chắn hãng xe Nhật Bản cũng chẳng ngán một ai hay lo sợ phải mếch lòng ai khi tung ra những sản phẩm tốt trên thị trường để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Nguyên nhân thứ hai được người này đưa ra là vì lĩnh vực chuyên môn và kinh tế. Theo đó, Tesla có lợi thế của riêng mình là làm xe điện và kết nối với Uber. Họ để những lĩnh vực này cho riêng các đối tác để tập trung sản xuất xe. Bên cạnh đó, việc đồng thời vận hành một hãng taxi bên cạnh một nhà máy sản xuất xe sẽ trở thành gánh nặng cho công ty thay vì được gọi là đột phá. Một chiếc xe khi bán được sẽ thu lời lập tức cho công ty. Còn nếu cho thuê thì công ty sẽ phải gánh lỗ trong vài năm liền và tốn phí duy trì cho hệ thống hạ tầng của cả công ty taxi. Điều này có vẻ khá đúng với VinFast, và thậm chí nếu nói sâu xa hơn thì VinFast đang tự tiêu thụ chính những sản phẩm mà họ làm ra. Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ căn cứ chính xác nào cho lập luận này. Hãy nhìn vào doanh thu của các tài xế xanh SM. Một ngày làm việc trung bình, mỗi tài xế có thể thu về khoảng 2 triệu đồng. Sau thực nhận là 25% chiết khấu, còn lại tài xế phải trả cho phía hãng. Với khoảng 2.000 xe taxi xanh SM đang hoạt động tại Hà Nội, con số lợi nhuận trừ chi phí mỗi ngày của hãng có thể lên tới 3 tỷ đồng trong điều kiện tối ưu. Và đến nay, taxi xanh SM đã đạt được 1 triệu chuyến đi chỉ sau 10 tuần. Đó sẽ là một dòng tiền linh hoạt mà bất kỳ công ty nào cũng thèm khát để hoạt động kinh doanh. Dù vậy, đó mới chỉ là một phép tính theo kiểu cua trong hang dựa trên quan điểm cá nhân của tôi. Nhưng cần phải nhìn nhận rằng, với sự ra đời của taxi xanh SM, VinFast đang tiêu thụ xe nhanh hơn khi bán và cho thuê một số lượng lớn xe điện cho các đối tác khác. Đồng thời, đây cũng là một phương thức marketing hiệu quả giúp khách hàng tiếp cận những chiếc xe điện của VinFast dễ dàng hơn, nhưng lại thu lợi nhuận và thay đổi mạnh mẽ giao thông tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đúng như một số nhận định, VinFast đang tự tiêu thụ sản phẩm của chính mình. Nhưng với một doanh nghiệp non trẻ như VinFast thì vẫn chưa thể kịp bán hàng để nhà máy hoạt động tối ưu công suất. Khi công suất không tối ưu thì chi phí sản xuất sẽ tăng, khiến cho giá thành sản phẩm cũng như chất lượng không đồng đều. Ngoài ra, hàng tồn kho nằm im một chỗ sẽ khiến đủ loại chi phí phát sinh, gây lãng phí lớn cho thương hiệu xe Việt. Lúc này, GSM như một lời giải tạm thời trong khi chờ đợi thị phần gia tăng. Những chiếc xe tồn kho, mẫu cũ chưa kịp cải tiến, có thể được sử dụng bởi GSM để tạo ra dòng tiền, giúp VinFast có ngay doanh thu và tăng thị phần. Doanh thu và thị phần cũng là những yếu tố rất quan trọng quyết định giá trị doanh nghiệp trong việc kêu gọi đầu tư hay IPO. Vì vậy, việc nói VinFast đang thêm gánh nợ với taxi xanh SM là một lập luận thiếu căn cứ cũng như thiếu hiểu biết. Nhưng theo như những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân thực sự khiến Tesla không làm một hãng taxi là vì Elon Musk đặt một mục tiêu cao hơn là tung ra một hãng taxi tự hành giúp con người không phải cầm lái nhưng vẫn thu tiền về. Điều này là bởi Elon Musk rất tự tin vào hệ thống tự lái của hãng
và mong muốn đạt đến cấp độ cao nhất khi những chiếc xe tự đưa con người đến đích. Nhưng cũng cần lưu ý rằng hệ thống này tới nay vẫn chưa hoàn thiện và gặp rất nhiều tai nạn khó hiểu. Trong khi đó, mục đích lớn khác của VinFast và Vingroup khi tạo ra taxi xanh SM đã tạo ra dấu ấn đặc biệt cho Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và trên bản đồ công nghệ thế giới. Đó có thể không phải là bước đột phá, nhưng khách du lịch đến Việt Nam sẽ nghĩ sao khi được đưa đón bằng những chiếc xe điện made in Việt Nam thay vì bởi một thương hiệu nước ngoài. Vậy VinFast và taxi xanh SM có phải là trạng quỳnh trong ngành xe hơi và màn bóc phốt thiếu hiểu biết này đã đúng? Hãy cho chúng tôi biết ở bên trong phần bình luận và ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe cũng như rung chuông nếu thông tin này hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.